Rồi, vậy là được rồi. Vậy là vượt qua thử thách nha các bạn. Các bạn có thấy thích thì cho Tâm Trạng like, chia sẻ và bấm đăng ký nha mọi người. Nhìn đi luôn á. Hey, chào mừng như các bạn vui vẻ ở kênh Tâm Trạng nha. Bữa nay là mình sẽ mời các bạn là ăn cá tư tưởng các bạn, bà chè bông buông cá tư tưởng, chà bá luôn mọi người. Thì cuốn bánh tráng một mâm rau luôn, đứa ta rồi. Này, này, này cái mình chỉ cho các bạn, không mình đấu các bạn luôn. Hôm nay là ở phần cuối chương trình đó thì mình đấu các bạn. Lúc nào cũng vậy phải có cái thử thách để chi để cho video của mình nó thêm phần hấp dẫn, sinh động chút xíu mọi người. Thì đấu các bạn là dùng hai ngón tay thôi mà dinh lên bốn cục gạch ống nha các bạn. Rồi hồi mình sẽ mô tả cho các bạn xem sao nha. Để hết video đi rồi các bạn nha. Nha mọi người, mình sẽ chèn vô bất cứ thời gian nào trong video. Rồi đó. Mời các bạn nha. Đó. Này mà mình chèn làm nước mắm ngon. Im trời, im trời mây. Mời mọi người nha. Dễ quá vậy? Ngon. Cũng tôi tưởng tôi cực kỳ tươi, đang sống, bà chiên luôn. Ngon quá các bạn. Nước khác cũng nữa mọi người ơi, làm ba cái với hai cái bộ không đủ lực. Hai cái bộ không đủ lực à. Thì phải lên sáu cái. Cái này là qua khu du nghe ở khu bến khu vực sinh thái ở bên An Bình đó các bạn, đó ngay chỗ Vĩnh Long đi đò qua đó, cực kỳ nó bán cực kỳ mát luôn. Con này không là bao thì phải 400.000 mọi người, mát lắm. Đó. Đó. Rồi rồi thấy bự bự rồi, thấy bị bự rồi, thấy bị bự rồi các bạn ơi. Được. Làm con này nó đi mọi người. Cái này nó cũng là loại trà cũng dùng. Khó cuốn. Cuốn ra luôn đây. Dễ đi. Tốt thời gian. Hay mời tất cả các bạn nha. Mà không có bự gì ăn không có đã. Này không có lá cách ha. Con này phải có cách mới thơm cái gạo này không thơm. Giờ đi ăn cái con này đừng ngon lành thôi. Mời mọi người nha. Thấy biết ngon. Cá nó giòn, còn tan luôn, nó ngọt.
pha quyện với nước mắm chua chua ngọt ngọt. Với rau nữa các bạn. Thật ra nè, dễ ăn, không ngán. Rất là dễ ăn. Cực kỳ làm hết gói này á. Đang quay review là có gì ốc dưỡng ốc của cameraman qua. Nãy giờ mới làm 4 cuốn được mọi người. Đã. Dẻo qua tiếp khách chút xíu các bạn ha. Các bạn chờ trong giây lát nha. Nãy giờ làm dẻo của caramel ghé, thành ra là ngưng quay chút xíu các bạn thông cảm nha. Bây giờ mình đậu con cá lại các bạn. Chờ con cá lại cho có thịt đi ăn đi. Ôi con cho, hồi nó ra cho con cưng gấm. Ừ cưng gấm, trời đất coi. Nó cho con biết cái đuôi này luôn, con chịu không? Dạ, mung, nghiệp lắm. Ê quên không em mung mà giá con thằng nó đầu trọng. Nghiệp lắm, ngày nào cũng quay. Tiểu Bạch bà dễ cần gì ăn mấy cái đó. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thủ mới lạnh. Nghiệp. Rồi, làm đồ làm tiếp tục các bạn ơi. Nãy giờ mất tiếp khách, mong các bạn thông cảm nha. Kỳ ốc quá. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ông Sói ra đen luôn. Quá con Bạch, không biết rồi. Đó trời, mày hẹn ăn gì đây? Mày hẹn ăn thịt kho khô, ơi thịt heo kho. Cái canh hả? Ngon quá. Rồi. Để xong. Hôm nay chắc em đi đám dỗ quá. Dỗ rồi. Ăn gì có thâu cơm có một chén gì không trời? Nào gãy một cuốn. Dạ mới đi nè, bán nó trời đi. Ủa bà Hà. Em à, cứ ăn nhậu gì cũng được. Con này bữa chủ nhật mình làm rồi nè. Bữa chủ nhật có được 2 cuốn. Đúng rồi, có làm à. Bữa chủ nhật còn dư đóng chà bá. Nhật cá nhỏ hơn cá này hôm nay cả ký mấy luôn. Dạ. Mời mọi người nha, làm cô này thứ 6, thứ 56 gì ạ. Vậy nó mới đã. Trưa nay mới có mình bạn Sói về trúng nắng thôi các bạn. Dạ. Giòn. Giờ đẹp giờ xấu gì cũng được phải không? Không có giờ được hả không sao? Vậy mà còn không có nữa hả? Cái mắm này bạn. Rau này bạn. Vợ chung thủy hiếm lắm rồi nha. Hiếm. Con nhũ. Con thích rau nào?
Em có ăn chay gì đâu mà anh sợ. Em có ăn chay gì đâu mà anh sợ. Tôi có ăn chay gì đâu. Em nói nhiều trên TikTok hả? Hồi bữa giờ nó phải dễ kiếm vợ. Vợ sống vô đẹp nhìn, không được, nó có vợ là được. Ngon quá mọi người. Cho em cục cái em bông ngồi nghiên cứu ha. Hay làm cho em khúc đầu này đi. Tại khúc đầu này em gối cực lắm. Làm đi. Không có chơi được. Được hết trơn à. Tự ăn đi. Đừng để vô à. Chào ăn. Tự ăn nè. Nè. Ăn. Giờ làm ăn sói mới biết. À, chắc cũng. Em thấy mấy người làm gì phải như đầu Mỹ. Như đầu Trung Quốc em không chịu. Làm gì mới chắc cũng. Làm được chơi ra chơi. Nào dễ cái dễ, nào dễ cái dễ hả? Hai bữa tôi chán còn hết rồi. Ngon. Hai cuốn nữa hết cái gì? Nè, họ đang mấy cuốn em chừa lại bánh tráng. Hả? Không cuốn ha. Tráng còn nhiều. Dạ, ngon chết. Vô vậy. Đó. Làm cuốn này nó hơi các bạn. Cá thì hết rồi, xương không à. Rau này thì không sao, các bạn không chè. Hồi chịu ớt thôi. Ngon. Ừ, mới sợ thì quên luôn. Bà chèo biết đổ bánh chèo, biết đổ bánh trọ. Thánh chè, thánh bà chè là ăn 100 bánh xèo. Trời ơi, bánh chèo không biết đổ. Biết làm sao mà một tay mà cầm lên 4 cục gạch ống được. 4 ngón. 2 ngón đó, người ta dùng 2 ngón mà dùng một tay à. Rồi, xong. Dùng 2 ngón à. Mà sao anh cầm được 4 cục gạch? Đó, hồi thử thách mà, 2 ngón rồi, bất cứ 2 ngón nào. 2 ngón à. Ơi, chán kéo quá à, kéo quá chán lại. Không biết muốn làm sao đâu, làm không biết. 2 ngón thôi. Sao được? Được không? Không được. Cá không đó. Cá, 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 cá là chiều nay cưới cho vợ bé nha. Phải làm gì đó. Sự gì cưới cho vợ bé là cha. Nó làm cho. Không biết là làm gì đó là làm sao làm gì được không? Không đứng đó nè gạch đứng không cho gạch nằm cảm gì cảm gì thì nói thì hơi dễ cho anh rồi được không? Làm đi sao gạch đứng nha gạch đứng thôi rồi vậy làm đi làm được chưa? Này nghe, nhìn nha, tóc cái động vậy trời. Chỉ 2 ngón thôi nha, 2 ngón thôi nha. Rồi, vậy là được nha. Vậy là vượt qua thử thách nha các bạn. Các bạn có thấy thích thì cho tâm trạng like, chia sẻ và một đăng ký nha mọi người. Bình đi luôn á.